Lúc nãy cậu Mục nói là tiệm bị nặng lắm. Em không sao chứ? Không sao, em lo liệu được. Xe thì tốn 200 mấy. Lúc nãy em dọn dẹp thì đưa 100 ngàn, lại còn làm hoành tráng nữa. Sợ gì chứ? Trong tài khoản ngân hàng của chúng ta có đến 1.802.000 đó. Nhỏ tiếng thôi. Sau khi xài 300 ngàn cũng còn hơn 1 triệu. Chúng ta là một cặp triệu phú. Bây giờ không có ai nói vậy nữa. Cũng như họ nói, 1 triệu mà đáng là tiền gì chứ? Tiền đợt đầu còn chưa trả đó. Anh đi làm kiếm tiền, em thì có tiệm thời trang, trong ngân hàng còn hơn 1 triệu nữa. Không cần sợ không có tiền xài. Thật ra chúng ta rất hạnh phúc. Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải cố gắng hơn nữa, kiếm thật nhiều tiền, hạnh phúc hơn nữa. Hả Lợi à? Thực ra lúc nãy anh... Chúng tôi đón trước mà. Xin lỗi nha, thật sự không thấy cô. Tôi chỉ thấy cái xe dừng trước mặt tôi thôi. Vậy anh có nhìn thấy bạn trai của tôi bị thương ở chân không? Vậy mà cũng giành với ảnh. Tôi sợ cô rồi. Bị thương là trên hết sao? Bị thương thì đừng có xuất viện. Nghỉ một lát đi, rồi đi tắm. Em lấy đồ cho anh. Hạ Lợi. Anh biết dạo này xảy ra rất nhiều chuyện làm cho em giận anh. Tại anh nhất thời nông nổi, tốn rất nhiều tiền, tiệm lại xảy ra chuyện nữa. Em không có gì. Thật ra lúc đó anh... Lát nữa mới nói đi. Tới giờ em ra ngoài cho Nana ăn rồi. Để em đi lấy đồ hộp trước đã. Nana, mấy ngày qua em để Nana ở ngoài vậy sao? Mỗi buổi tối em có tới cho nó ăn. Sao em không ẵm nó về nhà? Nana nó có bạn trai mà. Anh coi đi, hai đứa nó thương nhau như vậy, không lẽ đành lòng chia rẽ chúng? Mèo quan thôi mà. Chẳng phải trước giờ em chê chúng dơ bẩn, không cho Nana giao du sao? Vậy thì sao? Quan trọng là tụi nó thật lòng yêu nhau mà. Thật lòng yêu nhau cỡ nào? Quản rồi mà. Hả? Quản rồi? Sao tàn nhẫn vậy? Em đòi quản nó mà. Em? Được rồi, cho chơi thêm một lát, sau đó đưa nó về nhà được không? Ừ. Nana. Nana. Nè Nana, sao hư vậy? Luôn cả má cũng dám gừ sao hả? Ôi trời ơi, dơ tới nỗi. Hey, mà về nhà tắm trước đi, tắm xong mới cho mẹ ăn. Nè, mày chào tạm biệt bạn trai của mày đi. Bye bye. Bye bye. Rảnh rỗi dẫn Nana tới thăm mày nha. Con nhỏ nè. Hả Lợi, về nhà đi. Nè. Sao rồi, đừng sợ ha.
Em đó, em có biết lúc nãy em làm vậy rất nguy hiểm không? Chó Quang có thể rất điên, có thể cắn chết người đó. Có anh ở đây, em không sợ. Chân của anh bị thương, không thể cứu em được đâu. Nhưng cũng may là em không sao. Cũng may em và Nana đều không sao. Sao thúi vậy? Ô phải. Ôi trời ơi. Ơi mày ỉ sao? Mau về nhà. Nè, mau đi tắm đi Nana. Được, mau về nhà đi. Mày đó, đúng là học hư không à. Ôi trời. Con nhỏ này lang thang bấy lâu nay, dơ giấy bẩn thỉu, là một buổi tắm trọn gói cái đã. Tắm xong cho mẹ ăn đồ hộp, chịu không? Nè, sao lại hung dữ với má vậy chứ? Chắc là nó giận chúng ta chia rẽ nó và bạn trai của nó. Tất cả cũng tại anh. Tại anh? Anh thực sự tốt với nó vô cùng. Có phải không? Có phải không hả? Anh đúng là thương Nana lắm. Đâu có. Bình thường nó đâu có đếm xỉa anh. Nếu không tại tối nay nó giận lấy em, đâu có thể lượt anh tắm cho nó chứ. Em mới là người thương nó nhất đó. Cả hai em đều thương như nhau hết. Hạ Lợi, em không có gì chứ? Em có gì chứ? Dạo này em phải chăm sóc cho anh, lại phải lo chuyện ở tiệm, chắc chắn là phiền lắm. Anh nhớ lúc trước em thiết kế tiệm, tìm vật liệu cũng suốt cả tháng, tính tới tính lui tiết kiệm chi phí. Bây giờ phải sửa lại toàn bộ tiệm, em càng xót hơn nữa. Bộ em giỏi vậy sao? Đương nhiên. Em đi làm suốt mười mấy tiếng, kinh doanh của tiệm đắt vô cùng. Em không có gì thật chứ. Nhưng tại sao em không lo chút nào vậy? Không giống như em đó. Em lo cho anh nhiều hơn. Bây giờ anh xuất viện không có gì thì em yên tâm rồi. Bây giờ em phải lo lắng chuyện ở tiệm mới được. Em không trách anh thật sao? Không. Anh mau chóng khỏe lại thì không có gì nữa. Vậy lát nữa chúng ta cùng ăn khuya. Anh còn chuyện muốn nói với em. Em không ăn đâu, nhưng mà em làm cho anh ăn. Chuyện sửa sang ở tiệm có chút việc phải tranh thủ làm. Phải mau chóng sửa lại, không được trễ nải. Con quỷ nhỏ, mày nghĩ má mày có giận mày không? Các vị Việt Nam 嘅观众, ở đây TVB 嘅节目系咪好正呢? Không biết à, ở đây mới推出嘅越南恋爱频道都精选咗海量嘅爱情剧集等紧你哋，快啲 click 下边条 link like 同 subscribe 啦！